dưới đó, xong rồi cây dưới đó. Hôm nay em đi cá không chị? Rồi mọi người cho em một cá nha. Rồi xin phép mời nhà máy cho em ạ. Em đi cá không chị? Thank you.
chưa. Em cũng ủng hộ đấy. Ok ơi, tôi gọi điện thoại. Yeah.
rồi hả? 1, 2, 3. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.